Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người bộ sản phẩm. Đó chính là bộ ép co bằng tam giác, khuôn rời, mõm rời. Đây là một bộ ép co bằng kích thủy lực 5 tấn, đa lăng, tiện lợi. Đây là anh em cùng nhìn này. Với cái thiết kế khối trụ bằng hình tam giác nhìn rất chắc chắn. Khi anh em kích lên bằng cái kích này, đây là chỗ thiết kế để tay kích này, thì lò xo sẽ đẩy cái ti này lên xuống theo cái tầm của anh em muốn. Với bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm một khung này, một khung máy, một kích, và quan trọng nhất là bộ mõm ép, ba mõm, một cối, một mặt. Với bộ mõm lần này thì nhà sản xuất đã cho ra đời với thiết kế mới là 4 chấu. Đây anh em có thể nhìn thấy không? Đây. Lợi của nó là 4 chấu khi ép co lên đấy. Đây. Một, hai, ba, bốn. Được phủ dầu đen như thế này để tránh về cái khí hậu của Việt Nam chúng ta, nó là khí hậu nhiệt đới, nó không bị han gì. Đây là thép loại đặc biệt. Đây anh em nhìn này. Đây. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ đưa cối vào đầu tiên, sau đấy đưa co theo mặt này, ép cong thẳng rất là đơn giản, dễ dàng. Đây là cái miệng để chờ ra. Cho co vào đây. Chúng ta cho cối vào, cho co vào, sau đấy chúng ta cho mặt vào, đẩy vào trong, xả vặn le và kích đến cái tầm nào mà anh em cảm thấy ưng ý nhất. Nó sẽ có tầm thôi, chứ bóp quá thì nó sẽ bị ăn vào áo. Nhưng thường cái này người ta đã là sản xuất theo tiêu chuẩn rồi. Đấy. Với cái anh em nhìn này, cái mặt của nó cũng rất là dày dặn này, thép nguyên khối này. Đây. Với cái bộ sản phẩm này thì anh em có thể ép các kiểu đầu co luôn. Đây. Cái thiết kế rất là mới là thêm cái chỗ để tay kích để chúng ta không bị thất lạc khi mà dùng xong. Để anh em nào mà làm chuyên ở xưởng thì các bác khoan thêm 1, 2, 3, 4. Mỗi một bề mặt này thì các bác khoan thêm một lỗ ốc này, thì giữ cho cái kích này không bao giờ bị di chuyển, thì độ bền nó rất là cao. Có những anh em đã lấy của bên em và sử dụng đến nay đến 5-6 năm rồi. Đấy. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm, đấy là bộ kích ép đa lăng tam giác. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 076 9086333. Đây là bộ kích ép dành cho tuyo điều hòa ô tô nhá anh em nhá, máy xúc, máy công trình. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.